chào mừng các bạn đã đến với DIY Music Station. Đây là một chương trình nơi chúng ta có thể gặp gỡ các singer, songwriter cực kỳ tài năng tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 18 giờ trên ứng dụng Zing MP3 cũng như là radio tần số 89 MHz. Và right now, ngay tại Zone bây giờ thì chúng ta đang có sự xuất hiện của một gương mặt rất là quen thuộc và rất là được yêu mến. Người ấy là ai? Bây giờ chúng ta sẽ tung ra 3 hint để mọi người có thể đoán được nhân vật khách mời ngày hôm nay là ai nha. Đầu tiên, đây là một ca sĩ có hình ảnh gắn liền với chiếc đàn guitar. Thứ hai là đã tự mô tả âm nhạc của mình bằng 3 từ là đơn giản, analog và chân thật. Ngoài ra thì anh chàng này còn có một bản hit cực kỳ viral, đó chính là Một đêm say. Và người ấy chính là Thịnh Suy. Alright, xin chào tất cả mọi người đang nghe Zone Radio và mình là Thịnh Suy. Ôi, ghép nhạc hay. Hay không? Producer xịn làm đó. Yeah, một lần nữa chào mừng Thịnh Suy đến với Zone Radio ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ bạn có thể chính thức gửi một lời chào đến các thính giả của Zone Radio được không? Xin chào tất cả mọi người đã nghe, mình là Thịnh Suy và mình vừa ra mắt single gần đây nhất tên là Chết Trong Em. Yeah, rất chào mừng Thịnh Suy đến với Zone Radio ngày hôm nay. Hồi nãy thì Thịnh Suy cũng có nhắc đến bài hát Chết Trong Em là sang single mới nhất mà Thịnh Suy vừa mới phát hành không lâu cách đây đúng không? Hôm nay ngày thu là ngày 17 tháng 11. Đây là một ngày rất đặc biệt đối với Thịnh Suy vì đây là ngày mà Thịnh Suy chính thức phát hành full album đầu tiên của mình. Yeah, chúc mừng Thịnh Suy nha. Chào mọi người. Yeah, mình có thể nói một chút xíu về full album lần này được không? Hiện tại thì full album tên gì nè và có bao nhiêu tracks thì bạn giới thiệu sơ sơ một chút được không? Ok, để nói về full album đầu tiên của mình thì album tên là Door to Nowhere và album sẽ có 8,5 track. 8,5 track? 0,5 còn lại là 0,5 còn lại là một bài kiểu để dẫn intro. Để dẫn ở trong album nó là bài thứ hai. Ok, nói một chút xíu về cái tên một chút xíu nha. Mình được biết là hồi xưa thì Thịnh Suy có từng nhắc trên một chương trình là tên album của bạn sẽ tên là Cánh Cửa Giữa Đồng. Nhưng mà lần này thì phát hành lại với một cái tên khác rồi. Thì không biết là tại sao là có sự thay đổi này ta? Sự thay đổi này thì về bản chất thì nó vẫn là cái đĩa đó, nó vẫn là cái album đó. Nhưng mà trong quá trình mình thực hiện thì mình đã thay đổi cái góc nhìn và cái nhận thức một chút. Thì mình đổi nó thành Door to Nowhere, nó mang tính rộng hơn một xíu, nó thoải mái hơn. Cái cánh cửa giữa đồng nó hơi bị hình tượng hóa quá và nhiều khi nó hơi khó hiểu hơn. Nhưng mà thông điệp trong album thì không thay đổi đúng không? Nó vẫn là cái đó thôi. Vậy thì trong cái album này là bạn muốn truyền tải những điều như thế nào? Album này là Door to Nowhere và There is a door, nghĩa là có một cái cửa nhưng mà không có cái tường nào hết. Nghĩa là cái cửa đó nó dẫn về không đâu hết, nhưng mà nó cũng có nghĩa là dẫn về đây luôn. Thì nowhere cũng có nghĩa là now here. Now here. Thì nó mình chỉ mong một cái là mọi người có thể có được một cái giây phút chỉ ngồi và nghe nhạc thoải mái vậy thôi, chứ cũng không có nội dung hay ý nghĩa gì đâu quá sâu sắc trong cái này. Vậy là các bài hát trong album sẽ vẫn mang đậm phong cách của Thịnh Suy là rất chill và nghe rất là kiểu bình yên đúng không? Không hẳn, nếu mà mình làm một đĩa toàn là bình yên thì sẽ ngán nếu mà nghe, nên sẽ nó sẽ có nhiều cung bậc ở trong đó một xíu. Rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vậy thì có một bài hát nào mà kiểu khác hoàn toàn với Thịnh Suy từ trước tới giờ không? Mình nghĩ là có đó. Mình nghĩ tất cả nhạc trong đĩa này đều có cái khác hết của nó. Có một bài bài hát chủ đề của album. Thì bài này vẫn là Thịnh Suy trước giờ với guitar, với những cái nhạc cụ quen thuộc, nhưng mà nó có thêm một ít âm hưởng của dân tộc Việt Nam trong đó, kiểu kèn môi, những cái nhạc cụ mà tụi mình nghiên cứu được ở Việt Nam có thì tụi mình làm vô để
để khơi gợi một chút tiềm thức người Việt Nam. Ồ, đây có phải là lần đầu tiên bạn đưa những cái âm thanh nhạc của dân tộc vào trong bài hát của mình không? Dạ, chính xác rồi. Đây là lần đầu tiên luôn. Wow, vậy là các bạn thính giả phải rất là đón chờ bài hát này đó nha. Có thể bật mí tên một chút xíu không? Bài này tên là Cánh Cửa. Cánh Cửa, ok. Đây là bài giữa đồng. Đây là bài chủ đề luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, rất là hóng nha. Vậy thì album đầu tay là một cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của Thịnh Suy chắc chắn rồi. Cái này là album đầu tay sau hơn 4 năm bạn dấn thân vào con đường ca hát đúng không? Vậy thì cái đoạn highlight vừa rồi là chúng mình có phát những bài như là Tiny Love nè, Chuyện Rằng, rồi có bài gì nữa ta? Thắc Mắc. Tình Yêu Xanh Lá nữa đúng không? Vậy thì ngoài 4 ca khúc này thì bạn còn muốn đưa thêm một cái bài hát nào vào trong cái đoạn highlight vừa rồi của Zone không? Chắc mình sẽ đưa bài Chết Trong Em. Chết Trong Em, tại sao vậy ạ? Tại vì bài đó gần ra mắt gần đây nhất. Một sự lựa chọn vô cùng là hợp lý. Bạn chia sẻ về Chết Trong Em một chút xíu đi. Chết Trong Em thì được chọn để ra mắt đầu tiên trong album, nó ra mắt dưới dạng một single. Nghĩa là nó cũng có cuộc sống riêng theo kiểu là một bài hát độc lập, chứ không nhất thiết là phải ở trong album như những bài khác. Thì tại vì bài này là một bài khá là đầy đủ, lúc mình viết ra nó đã có nội dung và nó có đối tượng cần để gửi đến. Thì mình viết ra cách đây hơn một năm, demo cũng được mọi người nghe hơn một năm. Và bài này viết về chuyện chấp nhận sự thay đổi. Mình có đọc được nhiều bình luận như thế này nè, nhiều khán giả của Thịnh nói là bài hát này cảm giác cứ như là phần 2 của Tình Yêu Xanh Lá vậy á. Bạn đính chính chuyện này một chút xíu đi, có đúng không? Mình xin đính chính chuyện này là mọi người đã đoán đúng. Thế là mấy bạn khán giả hơi bị thông minh luôn đấy. Rất là nhạy cảm. Yeah, âm nhạc của Thịnh Suy lúc nào cũng kiểu giống như là có một cái câu chuyện tiếp nối từ bài này qua bài khác đúng không? Ok, nãy giờ mình cũng nói về Chết Trong Em rồi. Vậy thì bây giờ tất nhiên là mình phải lắng nghe bài hát này một chút xíu ha. Thịnh Suy giới thiệu bài hát này với các bạn khán giả nha. Sau đây là Chết Trong Em ạ. Yeah. Trong góc tường có tôi, ở nơi cuối đường có ai không? Đời trôi quá dài, mất em, thời như đứng lại ngó xem tôi đang lặng hiu một mình, ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta. Chết trong tôi một phần tim thao thức, chết trên môi một mùi hương chưa dứt. Chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen. Chết trong em một niềm tin chôn giấu, chết trong tôi một phần tim nung nấu. Chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm. Trong đời ta
chết trong tôi một phần tìm thao thức, chết trên môi một mùi hương chưa dứt, chết theo em bầu trời sóng chắp mây đen, chết trong em một niềm tin chôn giấu, chết trong tôi một phần tìm nung nấu, chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm. DIY Music Station. Ok, và chúng mình đã trở lại với cả station âm nhạc ngày hôm nay. Thì Thịnh ơi, khi mà nói về Thịnh Suy thì chúng mình luôn luôn nhớ đến một ca khúc, nó tên là Một Đêm Say mà ban đầu mình cũng có nhắc đến rồi ấy. Thì Thịnh đã từng chia sẻ rằng là không nghĩ là nó sẽ thành công đến như thế. Thì tại sao mà mình lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Mình có thể chia sẻ một chút được không? Tại vì mình là người khá là tự ti, và khi mà kiểu nói là mình kỳ vọng một bài hát của mình sẽ nổi tiếng và đem đến một cái thành công như vậy thì chắc chắn là mình không nghĩ đến. Và chỉ là không có suy nghĩ đó vậy thôi. Chỉ là không có kỳ vọng nói gì cả. Đấy cũng là ca khúc đầu tay đúng không? Đúng rồi, ca khúc chuyên nghiệp đầu tiên. Đó là nói về sự tự tin của mình thôi. Còn bây giờ mình nói về sâu hơn về cái vấn đề âm nhạc của Một Đêm Say á. Thì có phải là vấn đề là melody nó hơi đơn giản một chút xíu nè. Xong rồi Thịnh cầm guitar, Thịnh hát ca khúc này, cái với lại cái phần lời nó cũng hơi kiểu tự sự giản đơn một chút. Thì đây có phải là những yếu tố mà khiến cho Thịnh nghĩ là bài hát này sẽ không nổi tiếng được không? Người đó là yếu tố khiến cho bài đó nổi tiếng. Ngược lại. Dạ. Chính xác rồi, tại nó không được viết ra để nổi tiếng nên nó nổi tiếng giống vậy. Là sao ta không được viết ra để nó nổi tiếng? Nghĩa là nó lúc nổi tiếng. Em viết em không muốn viết một bài nổi tiếng. Ok, mình cứ mình viết ra cái cảm xúc đó vậy thôi. Ok. Hầu hết những ca khúc của Thịnh từ trước đến nay thì đều có điểm chung là bạn hay cầm chiếc đàn guitar, bạn hát đúng không? Hiện tại thì đang ngồi ở đây là Thịnh cũng đang ôm một cái đàn guitar rất là đẹp nè. Ê khoan, nói về cái đàn guitar này một chút xíu đi, cái đàn guitar này là từ đâu đến vậy ta? Ok. Cái đàn guitar này là mình đang giữ hộ một người người gọi là tiền bối trong nghề. Và người này rất là thấy thích cây này nhưng mà lại không có nhiều thời gian để chơi. Cho nên là mình đang giữ giúp và đang lấy đem đi chơi luôn. Cái này là của bác Đức Huy. Thịnh đã từng hợp tác với lại nhạc sĩ Đức Huy rồi đúng không? Cho ra mắt một album khá là hay. Đợt đó có gì vui không? Hợp tác với lại bác Đức Huy. Đợt đó hợp tác thì vui nhất là được gặp nhau nói chuyện vậy thôi. Gặp nhau nói chuyện là vui rồi. Tại quay hết chương trình nó quá mệt để đi về. Cũng không ăn chơi gì. Mình có kỷ niệm gì đáng nhớ đối với cái guitar của mình không? Cái guitar này hay là guitar nào cũng được, guitar này cũng được, guitar của mình, của riêng mình mà không phải đi mượn được. Kỷ niệm đặc biệt với guitar thì là chắc là cây này mới đây thôi, nhưng mà mình cầm nó và cũng làm bể thêm một ít cho cái thùng cái hộp ấy, thì cũng để với cả là mình cũng dùng nó để diễn live show đầu tiên. Coi như là lúc đầu mình có nghĩ là thực ra mình nên dùng cây của mình để có tính cá nhân ấy, nhưng mà thực ra cây này tiếng hay hơn và cũng như là mình muốn coi âm nhạc như là một sự tiếp nối thôi, nên là những cái vấn đề của cái tôi đó thì mình bỏ qua hết nên dùng để diễn live show đầu tiên.
cái này là một cái rất là ý nghĩa. Ồ, phải nói là hình ảnh của Thịnh là từ trước đến giờ lúc nào cũng gắn liền với cây đàn guitar hết đúng không? Thì trên thế giới cũng có khá là nhiều nghệ sĩ cũng gắn liền với hình ảnh là vừa chơi đàn guitar vừa hát rất là mộc mạc, như là James Blunt nè, rồi có Jason Mraz nữa. Thì bạn có nghĩ là chiếc guitar giống như một cách để mà người nghệ sĩ truyền tải những cái thông điệp trong bài hát của mình, là một cách để mà người nghệ sĩ kể chuyện không? Ừ, mình nghĩ là chính xác là cách để một người nghệ sĩ có thể dịch được ra cái cảm xúc của mình qua cái nhạc, thì bằng cây guitar nó rất là phổ biến này, nó rất là dễ tiếp cận cho những người nào muốn nói cái gì đó qua nó, hay là dễ học cũng vậy. Mình thấy guitar là cái nhạc cụ mà phổ biến nhất ở Việt Nam nữa, mình thấy như vậy. Cho nên là chính xác nó là một cái công cụ để kể. Nhưng mà khi mà kể chuyện bằng guitar khác biệt với kể chuyện bằng những nhạc cụ khác như thế nào ta? Tại vì khi mà mình đàn piano thì mình cũng có thể kể chuyện được mà. Thì guitar nó sẽ mang tính trẻ hơn piano một xíu. Oh. Nó sẽ mang tính kiểu sinh viên, học sinh hơn một xíu. Piano nó êm hơn, nó buồn hơn, nhưng mà nó cũng phần nào cảm giác học thuật hơn. Bây giờ để Thịnh chọn ra đúng 3 keyword để Thịnh mô tả về hình ảnh của chiếc guitar, thì Thịnh sẽ chọn 3 keyword như thế nào? Hình ảnh của chiếc guitar. Của chiếc guitar đối với Thịnh nha. Thứ nhất là đẹp. Rất đẹp. Hình ảnh của chiếc guitar là giống hình ảnh rất đẹp, cái shape. Và thứ hai đó là hay, tiếng hay. À đâu, về hình ảnh mà đúng không? Về hình ảnh của chiếc guitar nữa là ba từ hả? Ba từ thì là hay nè, đẹp với lại hay, tiếng hay. Với cả một cái nữa đó là thân thiết với Thịnh. Thân à? Ok, là một người bạn thân trong âm nhạc của Thịnh đúng không? Vậy thì từ trước tới giờ là Thịnh lúc nào cũng cầm cây guitar và đàn rất là mộc mạc rồi, thì sắp tới là Thịnh có ý định là sẽ sử dụng cây guitar này một cách nào đó mới hơn cho âm nhạc của mình không? Mình có, nghĩa là mình vẫn sẽ chơi guitar trên sân khấu, nhưng mà thay vì trước kia lúc mình mới làm nghề thì mình sẽ có những bản phối và mình sẽ diễn trên cái beat đó. Chơi guitar nhép trên cái beat đó để diễn. Thì bây giờ mình đang ở một cái đoạn khác của việc diễn live, đó là mình diễn chung với ban nhạc và cây guitar này sẽ được đặt đúng vô cái vị trí của nó ở trong cái âm thanh đó. Mình chơi guitar thì mình cũng có nhiều kiểu đúng không? Kiểu vừa đệm đàn vừa hát nè, xong rồi chơi solo cổ điển với lại mấy kiểu như là finger style rồi gì đó. Thì Thịnh thích nhất kiểu nào? Mình thích chơi đệm hát. Chơi đệm hát hả? Vậy bây giờ Thịnh chơi đệm hát thử một vài những cái phong cách mà nãy giờ John nói cho các bạn khán giả có thể dễ hiểu hơn được không? Ok, rồi mình sẽ làm thị phạm ok, thị phạm chút xíu nha. Thị phạm một chút về khả năng chơi guitar cũng true của các mình. Kiểu khác nhau nha. Đầu tiên là kiểu vừa đệm vừa hát nè. Ok, ví dụ như vừa đệm hát mọi người có thể đánh một nốt thôi, đó là nốt la, thì mọi người sẽ có được cái âm thanh rất là quen thuộc nghe như này. Quen quá luôn đấy. Ngắn rồi, không hát được. Đó là một cách đệm hát. Ok. Một cách đệm hát khác cũng có thể dùng được, đó là mình sẽ strumming thì nó sẽ nghe cái em cần đâu. Dễ thương ha. Một cách kiểu finger style thì mình không biết chơi. Bruh. Nhưng mà finger style mình có thể chơi một đoạn của bác mất cách này. Ok. Bài Blackbird thì nó sẽ đệm kiểu. Nó sẽ Blackbird singing the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Mình không biết gọi là finger style được không, nhưng mà kiểu nó cũng chơi nhiều ở trên đàn thì mình nghĩ nó là finger style. Còn kiểu nữa là kiểu solo cổ điển thì sao ta? Solo cổ điển thì mình no idea là idea. Ok. Mình học từ người thầy YouTube nên là cổ điển không nằm trong phạm trù của mình đâu. Thịnh học từ người thầy YouTube được bao lâu rồi? Mình học từ năm lớp 10 thì chắc là được tầm 6-7 năm gì đó. Cũng lâu ghê ha. Mình cảm thấy tại sao mà lúc đấy mình lại muốn đi học guitar vậy? Tại vì mình chắc là nó cần có một cái gì đó để
truyền tải hay là để chuyển hóa cái cảm xúc có trong người. Tại nếu mà nhìn lại thời điểm đó cái cuộc sống mình nó không có cách gì để thể hiện ra những cái cảm xúc đó ấy. Và việc chơi nhạc nó là một cái gì đó, lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ là nó hay thôi, nó đẹp, và khi mình có một cái đàn mượn được, mình kiểu chỉ strum xuống thôi thì mình cảm giác cái tiếng này cũng đủ hay để mình thể ngồi nghịch ấy. Thì việc có một cái gì đó để tạo cái thói quen với nó là lý do để hồi đó mình chọn cái guitar. Yeah, và hồi nãy thì Thịnh cũng đã thị phạm cho tụi mình một vài kiểu chơi guitar rồi đúng không? Còn với tư cách là một singer songwriter đi thì chắc chắn ngoài guitar thì cũng còn nhiều cái loại nhạc cụ khác nữa. Thì sắp tới là không biết Thịnh có dự định là sẽ sử dụng cái loại nhạc cụ nào vào trong các sản phẩm của mình không? Mình vẫn đang sử dụng nhiều nhạc cụ trong nhạc của mình, nhưng mà để mà về mình chơi thì chắc là mình muốn chơi được bass với cả piano, nhưng mà mình chưa học gì cả, mới biết chơi vè vè thôi, chơi rùa rùa. Ok, nhiều người nói là nha, giọng hát của nghệ sĩ cũng có vai trò giống như là một chiếc nhạc cụ vậy á. Vậy thì Thịnh nghĩ sao về quan điểm này? Hoàn toàn chính xác. Chính xác 100% là như thế nào ta? Nghĩa là nếu mà không, nếu bảo ngôn ngữ là không có thật thì điều đó là hoàn toàn chính xác. Tại vì nếu mà mọi người tách lyric, giọng hát ra khỏi nhạc cụ, tại vì một lý do đơn giản đó là tại vì đó là kiểu một cái có nghĩa và đó là một cái kiểu được một người hát ấy, thì mọi người sẽ coi đó là một cái gì đó khác biệt, nhưng mà thực ra những cái khác cũng có ý nghĩa của họ lúc họ chơi những cái nhạc cụ khác, và họ cũng thể hiện tinh thần và tâm hồn của họ trong cái phần chơi đó. Thì lời hát hay là vocal hay là nhạc cụ gì thì cũng giống nhau, nó đều là một track ở trong cái tổng đó. Ok, không có sự phân chia gì hết. Yeah, cực kỳ đồng ý nha. Nãy giờ thì mình cũng đã nói nhiều về chiếc guitar rồi đúng không? Vậy thì bây giờ để cho bầu không khí sôi nổi luôn một chút xíu, mình chơi game đi. Mình sẽ chơi game nha. Game thì cũng đơn giản thôi, nãy giờ mình nhắc tới guitar rồi, cho nên là bây giờ John sẽ thử thách Thịnh Suy đoán tiếng guitar. Nghe âm thanh và đoán xem tiếng guitar đó là thuộc về guitar gì nha. Okay. Mình sẽ đưa trước đáp án cho Thịnh luôn. Đây là những đáp án. Có tổng cộng 5 câu hỏi nha. Và đây là những sự lựa chọn của Thịnh. Đây. Ok. Thịnh sẽ có thể coi được cái đáp án ở đằng sau luôn. Producer bên mình thì sẽ mở âm thanh nó lên, và khi mà nhìn mặt Thịnh có vẻ không biết đây là thể loại gì không? Chơi đi ạ. Chơi chứ. Thịnh có thể dơ lên hướng vào camera một chút xíu để cho các bạn khán giả cũng có thể xem 4 được. 4 trên 5 là thắng cái rồi đáp án không? Hy vọng là mình sẽ đậu. Yeah. Nhìn mấy cái này có quen không? Có quen chứ. Yeah, ok. Vậy thì mình nghĩ là Thịnh sẽ vượt qua được cái thử thách này đơn giản thôi. Bây giờ producer sẽ lần lượt mở từng âm thanh lên nha. Và trong vòng 5 giây, Thịnh chỉ có 5 giây thôi. Trong vòng 5 giây thì Thịnh sẽ phải đoán xem âm thanh đó là thuộc về tiếng guitar nào. Và nếu như mà Thịnh đoán đúng được 4 trên 5 đáp án thì tất nhiên là Thịnh sẽ có thưởng. Alright. Phần thưởng sẽ là một voucher uống nước cực kỳ thả ga trị giá 500.000. Yeah. Còn nhưng mà nếu như mà thua thì cũng sẽ có phạt nha. Okay. Hình phạt sẽ rất là khốc liệt mà mình sẽ tiết lộ sau khi mà Thịnh thua cái mini game này. Okay. Vậy thì bây giờ mình chơi luôn ha. Okay. Sẵn sàng chưa nè? Nói ready một câu thiệt là hào hứng lên nè. Mình sẵn sàng rồi ạ. Yeah, ok. Đến với âm thanh đầu tiên nha producer ơi. Vậy là chưa còn tới 5 giây luôn, Thịnh đã đoán được đáp án, đó chính là pedal steel guitar. Đây là một đáp án chính xác. Yeah, yeah. Vậy là đã suôn sẻ vượt qua được thử thách đầu tiên nha. Trời, cái này là kỳ này là mình nghĩ là mình sẽ mất cái kèo uống nước miễn phí nha. Mình còn không được phạt nữa. Không đấy, được phạt luôn đấy. Hình phạt kỳ này rất là John rất là hào hứng để được phạt Thịnh, nhưng mà kỳ này chắc có lẽ là không được rồi. Thua tí đi được không? Không được, em phải chiến thắng. Ok. Tới câu hỏi thứ hai ha. Nhạc lên nè.
Rồi 5 giây. Đây em lấy cây này. Còn đúng không đây producer? Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah, chúc mừng Thịnh. Trời ơi, cái game này nó quá dễ đó mấy Thịnh. Trời ơi. Trời ơi, như vậy là không được rồi. Đây, thua đi một tí được không này? Nope. Sao mà chơi gì đã chọn sẵn rồi đấy. Ủa. Từ từ nha, từ từ nha. Bình tĩnh nè. Slap. 5 giây bắt đầu nha. Tôi xin nói đây là cây guitar bass. Đúng không vậy bạn ơi? Giỏi quá bạn ơi. Chuẩn bị voucher đi nha. Ờ ok, chuẩn bị sẵn voucher ở ngoài cho Thịnh rồi nha. Giờ câu thứ tư luôn nè. Xong câu này là không cần câu thứ năm nữa luôn đây này. Năm giây đếm ngược bắt đầu nha. Xin đoán đây là cái mandolin ạ. Có thể nào chậm chậm một chút xíu được không? Làm sao mà cứ đoán liền như vậy được? Giỏi quá, người ta giỏi. Không thể chấp nhận được. Đáp án đó hoàn toàn chính xác. Yeah. Các bạn ơi, vậy là Thịnh đã thành công vượt qua 4 trên 5 câu hỏi đến từ Zone Radio rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn một cái thì thôi, mình chơi luôn đi ha. Ok. Mình đã biết đáp án rồi nhưng mà mình cứ nghe đi ha. Ok, producer cho miếng nhạc nha. Hèn chi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Okay. Yeah. Thank you. Đó là một đêm say phiên bản ukulele nha mọi người ơi. Yeah. Thịnh cảm thấy là phần chơi vừa rồi như thế nào? Việc đoán cái âm thanh guitar quá là đơn giản đối với bạn luôn đúng không? Dạ cũng không hẳn đâu. Nếu mà cách đây 2 năm thì chắc em không đoán được. Cách đây 2 năm thì khác gì so với bây giờ? Khác là em không tiếp xúc nhiều với nhạc cụ như bây giờ. Thì may là trong này có một cây là cây mandolin, là một cây em cũng vừa tiếp xúc ở trong mình cũng vừa tiếp xúc ở trong quá trình sản xuất album. Có một bài dùng một cây mandolin để thu. Vậy là hơn nha, hơn nha. Có thể bật mí là ca khúc số mấy trong album không ta? Ca khúc số 3. Ôi. Số 3. Bật mí luôn là ca khúc số 3 rồi thì bật mí luôn tên đi. Không bật mí thôi. Ok. Người ta bí ẩn lắm. Ok mọi người ơi, hãy nghe album để biết ca khúc số 3 là tên gọi gì nha. Yeah. Ok. Vậy thì ở phần vừa rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với Thịnh Suy và hiểu hơn về chiếc guitar bên cạnh sự nghiệp âm nhạc của Thịnh đúng không? Vậy thì ngay bây giờ còn chần chừ gì nữa mà không đến với bài hát live đầu tiên của Thịnh Suy trong ngày hôm nay nha. Vẫn là Thịnh và vẫn là chiếc guitar đó, nhưng mà sẽ là một màn live 100% tại Zone Radio. Đây là một ca khúc mà được cực kỳ nhiều khán giả yêu mến, và đó chính là ca khúc Tiny Love. Sau đây là bài Tiny Love, bài xin gửi tặng đến tất cả mọi người đang nghe và đặc biệt gửi cho MV. Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu, tình mình như thứ nước qua phăng phất, bát cuốn rượu này người yêu dấu, nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc, niềm đau ấy sẽ qua và sẽ qua thôi, những ngu buồn thế gian tình yêu sẽ cháy nhưng không cho tàn. You're my tiny love, baby. You're my tiny love. You're my tiny love, baby. You're my timeless love. Chiều ta đứng kế bên nhìn ngắm cuộc đời như những bức tranh, dạo từng khu phố lúc xưa chìm đắm, giờ sao thấy mới toanh, đồng hồ nhanh quá mới đây mà hết, người như những giấc mơ,
Làm gì cho đáng để sau này vết lời mình như những ý thơ. Ý thơ trong những đau buồn thế gian. Tình yêu sẽ cháy nhưng không cho tàn. You're my tiny love. Baby, you're my tiny love. You're my tiny love. Baby, you're my timeless love. And I wanna love you till the end of time. Things gonna change, but not my mind. I needed love just like I need you. I love you, my tiny, tiny baby boy. Okay. Yay! Trời ơi! Thì nha, không biết có phải là do đây là bài yêu thích của mình không mà nghe thực sự là cảm giác rất là chạm đến trái tim luôn á mọi người ơi. Trời ơi, mê quá trời mê. Nãy giờ mình đã nói nhiều về hình ảnh chiếc đàn guitar của Thịnh rồi đúng không? Và mình cũng có nói về phần giai điệu trong những bài hát của Thịnh. Bây giờ mình đến một cái yếu tố cũng quan trọng không kém trong các bài hát, đó chính là lyrics. Yeah, ok. Lyrics trong âm nhạc của Thịnh là thực sự là mình có cảm giác rất là đời luôn á, tức là đời thường á. Kiểu giống như là lúc nào Thịnh cũng sẽ đưa những cái hình ảnh rất là đời thường vào nè, những cái hoạt động đơn giản như là chụp hình đăng face hay là chơi game nè, ngoài ra cũng có tả thực nữa đúng không? Kia là núi rồi đây là nhà, cảm giác giống như là mỗi khi mà mình nghe là mình sẽ cảm giác giống như là hình ảnh nó hiện lên ngay trước mắt mình luôn vậy á. Thì không biết là bình thường Thịnh hay tìm được cái nguồn cảm hứng mà viết nhạc ở đâu, viết lời của mình á. Thường thì cảm hứng viết lời của mình sẽ là chuỗi suy nghĩ mình đang có luôn. Ngay lúc mình viết nó, điều đó tạo cho mình nhiều cảm hứng hơn là mình phải đi tìm cái đó ở đâu khác ngoài bản thân mình. Thì nghĩa là lúc nào con người mình cũng sẽ đang suy nghĩ cái gì đó hoặc là đang trải nghiệm cái gì đó, thì cái nguồn đó chính là cái nguồn cảm hứng của mình luôn. Để mình làm nghệ thuật có nghĩa là bạn sẽ lấy những cái câu chuyện xung quanh mình tự trải nghiệm và mình đưa những cái trải nghiệm đó của mình vào trong lời bài hát đúng không? Vậy có cái bài hát nào mà phần lời đặc biệt là nghe nó hơi deep một chút xíu nhưng mà thiệt ra lại không có một cái câu chuyện nào quá là nghiêm trọng đằng sau không? Đó là bài Chết Trong Em. Bài này viết rất là buồn, bài buồn nhất mà mình từng viết ra. Công nhận. Cho đến lúc bây giờ thì mình vẫn thấy như vậy. Nó viết dựa trên một sự kiện, đó là cái này mình kể nhiều rồi nhưng mà trên này thì chưa. Mình viết bài đó khi mình đang xem một cái phim. Thì nhân vật nữ bị bắn chết, sau đó mình thấy quá buồn mà mình viết bài đó, sau đó mình viết xong khóc lóc các kiểu xong rồi thì mình xem tiếp phim thì phát hiện ra là bạn nó chưa chết. Nhưng mà bài hát cũng đã xong mà cả mọi người cũng đã có nhạc nghe nên là kiểu nhiều khi buồn thì rất buồn ấy, nhưng mà sự thật thì nhiều khi nó cái đắng lắm. Bây giờ mình đoán tên phim nha. Mình biết là Thịnh đang muốn nhắc đến bộ phim nào luôn á. Có phải là Money Heist không? Chính xác là phim đó. Mình đã từng nghe được là Thịnh nói là Thịnh sáng tác bản demo cho Chết Trong Em là dựa trên cái bộ phim này. Vậy còn có tác phẩm nào khác của Thịnh mà cũng được sáng tác sau khi mà Thịnh xem phim không? Chuyện rằng là được viết sau khi mình xem How I Met Your Mother. Cụ thể là sao ta? Nếu mà mọi người có xem phim đó ha, thì mình viết bài đó dành cho Barney Stinson, tình yêu của Barney Stinson dành cho Robin. Trời ơi. Mình thì mình không xem cho nên là Thịnh phải kể một chút xíu thì tính giả mới có thể hiểu được là tình yêu đó là tình yêu như thế nào nha. Đó là một tình yêu mà khi họ đến với nhau và họ không hòa hợp được dưới dạng một cặp đôi. Và nhưng mà sau khi chia tay thì họ vẫn ở trong một nhóm bạn chơi chung ấy, thì mọi thứ cứ diễn ra và tình yêu nó phải mất thời gian để phai đi ấy. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì nó không phai đối với bạn Barney Stinson này, và em viết như là kiểu không thể là quá muộn để nói lời yêu người đó, thì có thể nói một lần nữa và sau đó hai người đó có cưới nhau một lần nữa và lại chia tay tiếp.
một câu chuyện có vẻ hơi bị phức tạp chút xíu à. Và hồi nãy thì Thịnh cũng có nói là Thịnh đưa những cái mẫu chuyện rất là đời thường trong cuộc sống của mình vào trong phần lời nhạc đúng không? Thì phim ảnh khi mà Thịnh xem thì nó cũng là một phần đời của Thịnh. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Mình thấy là đã đời rồi nhưng mà âm nhạc của Thịnh lại còn rất là thơ nữa. Mình thấy là lời bài hát của Thịnh có những cái cấu trúc rất là thơ và Thịnh sử dụng rất là nhiều từ lấy trong lyric của mình. Giống như là trong bài Sài Gòn 1 thì có câu gì nè: xe đi người đứng, tôi em tấp nập, rồi tối một ngày Sài Gòn long lanh lấp lánh lung linh. Trong mai mình xa thì lại có ngày mai anh đi rồi, đã lâu từ khi có chút bồi hồi, ngày mai đông sang này, vết nứt thời gian trên gia đọa đây. Thì mình thấy là có khá là nhiều từ lấy và nghe nó kiểu rất là nên thơ. Hồi xưa đi học là Thịnh có giỏi làm thơ không, hay là Thịnh có phải là học sinh giỏi văn không? Mình không phải học sinh giỏi văn nhưng mà mình có làm một bài thơ con cóc ở trong ở trong một cuốn sổ nào đó mình đang nhớ ra. Đó là hồi xưa mình xem album của Lý Hải, Trọn Đời Bên Em. Trời ơi, Trọn Đời Bên Em mấy đó không biết, nhưng mà mình xem nhiều lần quá, sau đó mình có viết một cái thơ con cóc để tả lại câu chuyện đó. Bây giờ Thịnh còn nhớ cái bài thơ đó không? Không thể nhớ được, nhưng mà nó dài đến tận kiểu 10 trang hay sao. Trời ơi. Nhưng mà nó là thơ con cóc quá cười. Thơ con cóc gì mà dài vậy? Ước gì được nghe lại một chút xíu cái đoạn thơ con cóc đó của Thịnh. Không nhớ một câu nào luôn hả? Có nhá nhá hay là ví dụ gì được không? Đúng như là không nên nghe rồi. Ghê lắm, nó ghê lắm. Ok, vậy nếu như mà không giỏi văn thì Thịnh có phải là một người hay đọc sách không? Tại vì mình nghĩ là phải đọc sách thì mình mới có thể tiếp thu những cái câu từ mà nên thơ như vậy chứ. Cũng may là mình cũng thích đọc sách một ít. Lâu nhỏ có thích đọc Robinson ở Đảo Hoa. Còn dạo này thì Thịnh hay đọc sách gì? Dạo này mình thường đọc sách về tâm lý với lại tâm linh. Tâm lý và tâm linh, ok. Cụ thể thì dạo này Thịnh đọc quyển nào là có thể giới thiệu cho các bạn thính giả được không? Cho mình mọi người đọc chung với. Mình đang, nếu bạn cũng thích tìm hiểu về những thứ lung tung thì mọi người có thể tìm hiểu về Ma Trận Vũ Trụ. Ma Trận Vũ Trụ là quyển sách nói về cái gì vậy ta? Ma Trận Vũ Trụ. Rất là ngắn gọn, xúc tích luôn đấy. Ma Trận Vũ Trụ là thứ gắn kết tất cả mọi thứ lại với nhau. Nghe nó hơi bị khó hiểu một chút. Đúng rồi, đúng xíu rồi. Phải đọc và phải suy nghĩ về nó nhiều hơn một xíu. Ok, ngoài quyển này ra thì bạn còn đang đọc quyển nào khác nữa không? Ngoài quyển này thì lúc nào mình cũng đang nghe sách nói một cuốn Hành Trình Về Phương Đông. Là Thịnh hay nghe sách nói hả? Thịnh thích đọc sách giấy hơn hay là sách nói hơn? Đa phần là mình thường nghe sách nhiều hơn. Do là mình không có nhiều thời gian. Vì chắc là lười đọc thôi. Ok. Thịnh không thích cảm giác mà cầm trên tay một cuốn sách giấy cụ thể trên tay như thế này. Thực ra mình có thích nhưng mà chắc là hạn chế nó không thoải mái bằng việc nghe sách nói. Mình có đọc nhưng mà đa phần là mấy cuốn tiểu thuyết của bác Murakami. Murakami, Rừng Na Uy, Kafka trên phải không biển. Ta? Dạ đúng rồi. Kafka này nọ. Ok. Thì nãy giờ là mình cũng được nghe về nguồn cảm hứng sáng tác khi mà viết lời nhạc của Thịnh rồi đúng không? Thịnh nói là Thịnh viết lời thông qua những cái câu chuyện đời thường của Thịnh nằm. Và ngoài ra thì cũng có một chút xíu nguồn cảm hứng từ sách nữa. Ok, vậy thì bây giờ mình thấy nha, cuộc sống nó đang kiểu rất là, mọi thứ đang trôi qua rất là nhanh đó. Thì Thịnh có nghĩ là cuộc sống hiện đại bây giờ sẽ khiến cho mình bị tuột lại đằng sau không? Mình không nghĩ vậy. Còn thế thì Thịnh nghĩ như thế nào? Nếu mà mọi người đặt cuộc đời là một cuộc đua thì nó mới có thể gọi là tuột lại đằng sau được. Còn mình chỉ đang sống thôi thì nó không bị tuột lại đâu cả. Mình chỉ sống cuộc đời của mình thôi. Mình chính không xác, quan tâm tới cuộc đời của người khác. Mình không muốn đua với ai cả. Nên là okay, mình không bao giờ bị bỏ lại hết. Ok. Vậy là nãy giờ mình cũng đã nghe được một vài quan điểm của Thịnh trong việc sáng tác âm nhạc rồi ha. Vậy thì bây giờ chắc là mình phải nghe một ca khúc. Mình gửi một ca khúc đến các bạn thính giả của Zone nha. Thịnh sẽ chọn bài hát nào đây? Một bài hát nào mà Thịnh cảm thấy là có một phần lời rất nên thơ? Mình sẽ chọn Chuyện Rằng cho mọi người. Ok, vậy bây giờ Thịnh giới thiệu lại một câu cho các bạn thính giả nha. Ok, sau đây là ca khúc dành cho những người đang yêu đơn phương. Nếu mọi người cảm giác là muốn nói ra thì hãy nói ra.
Đây là chuyện răng. Yeah, ok. Mời producer lên nhạc ạ. Quê quá. Có gì đâu mà quê ta. Dễ thương lắm luôn á. Mình muốn gửi cho nhân vật đó đó. Cho nhân vật đó thôi, còn ngoài cuộc sống những người xung quanh mình thì sao? Thì chắc không có. Ồ. Lúc đó chắc đã đang thích coi phim mà. Mình không kiểu muốn dùng âm nhạc để làm một cái gì đó quá mục đích. Ồ, là ngẫu hứng thôi. Nó nên là cái tự nhiên đó thôi. Sáng tác mang mục đích vô trong đó thì thường nó sẽ phải như này phải như kia. Ok, hiểu. Mình phải tự do một chút xíu thì những cái sản phẩm của mình nó mới sáng tạo được, đúng không? Nhưng mà cảm giác là nếu mà mình đặt mục tiêu cho nó thì mình sẽ nghĩ được đến nó một cách thông suốt hơn không? Đúng rồi, mục tiêu nó sẽ đến sau. Mục tiêu sẽ đến sau. Không nên kiểu từ mục đích mà đẻ ra nó, mà sinh ra nó trước bằng cái tự có của nó, xong rồi từ cái đó mình mới phát hiện ra là nó phù hợp với cái gì, sau đó là mình sẽ đưa ra cái hướng cho nó sau. Thì cái đó ý thức của mình dễ làm. Chuyện rằng cũng là một bài rất là hot nha, sau một đêm say nha. Vậy thì lúc đó Thịnh có nghĩ là chuyện rằng sẽ hot như vậy không? Vẫn không bao giờ nghĩ nhạc của nó. Không bao giờ làm nhạc mà suy nghĩ là ô mình sẽ làm kiểu này thì nó sẽ hot hơn, làm kiểu kia thì nó sẽ hot hơn hay sao hả? Đúng rồi. Không bao giờ nghĩ luôn. Đúng rồi. Nghĩ vậy khổ lắm. Mình không muốn phải trở nên như vậy. Mình không muốn là phải trở nên như thế này như thế kia. Cái gì đến thì mình làm thôi, đúng không? Mình vẫn kiểu có mục tiêu trong công việc, đó là kiểu ví dụ một năm mình phải viết được một album. Nhưng mà không có phải mục tiêu là một năm phải viết được một album thành công. Nó nhiều khi nó chỉ là một album thôi, không ra mắt cũng được. Hiểu rồi. Nó đặt mục tiêu cho bản thân mình ấy. Cũng được. Album mới thì hôm nay mới ra, nhưng mà Thịnh có kế hoạch cho một album nào đó tiếp theo chưa? Có, mình đang làm. Vẫn đang làm cho album tiếp theo luôn rồi. Wow. Viết cơ mà, viết thì lúc nào cũng viết. Thường thường là tần suất viết nhạc của Thịnh kiểu như thế nào? Tần suất viết nhạc của mình có thể nói là rất bất ổn. Lúc nào có hứng lên thì viết hả? Đúng rồi, nó kiểu. Thời gian ngắn nhất mà mình viết một bài hát là bao lâu? Chắc là 10 phút. 10 phút xong một bài hát? Bài gì đấy? Đã ra chưa vậy? Bài này chắc là 15-20 phút chứ mấy. Ý là mình đúng rồi, mình không thường hoàn thành luôn được bài á, mình sẽ viết ra cái kiểu cái concept của nó trước, cái nội dung mà chính của nó trước, sau đó mình sẽ để đó. Xong rồi đến lúc nào cần phát hành thì mình sẽ viết thêm. Hoặc là lúc nào có hứng tiếp thì mình sẽ hoàn thành nó luôn. Thì cái khoảng thời gian để khai sinh ra nó thì nó không thực sự không quá lâu, chắc 30 phút là hết. Mình thấy nha, có nhiều người nhạc sĩ á, người ta tự đặt một cái kỷ luật cho mình á, là mỗi ngày phải sáng tác bao nhiêu bài hát đó, để nó tạo thành một cái thói quen khi mà mình sáng tạo á. Là Thịnh nghĩ chuyện đó như thế nào? Nghĩ cho nó ok, cho ai có thể làm được, còn mình không làm nổi. Ok, là đó vẫn là một cách đúng trong sáng tạo âm nhạc. Nhưng đúng mà rồi. Đối với Thịnh thì chẳng qua là không hợp với Thịnh thôi, đúng không? Dạ, mình không chọn. Lười lắm, mình lười mà. Sao làm vậy nổi. Bên người biết ta trăm trận trăm thắng. 10 phương vẹn 10. Có bao giờ mà Thịnh nghỉ sáng tác trong một khoảng thời gian rất lâu tại vì Thịnh bị bí ý tưởng không? Có bao giờ bị tắc não không? Mình có chứ. Là lâu nhất là bao lâu? Chắc tầm 2 tháng. Nghỉ sáng tác trong 2 tháng luôn. Xong rồi mình làm nào để mình có lại cảm hứng? Mình không làm gì hết, mình không viết nữa thôi. Thì không viết được thì mình không viết. Và mình cũng có nhiều chuyện khác để làm á. Thì cũng không có gì khó khăn lắm. Mình không cố bắt mình phải viết được ở lúc đó. Hơi khổ. Yay, các bạn ơi, và vừa rồi chính là ca khúc Chuyện Răng của Thịnh Si. Trời ơi, một ca khúc có phần lời cực kỳ nên thơ luôn, đúng không? Và hồi nãy Thịnh cũng có tiết lộ là Thịnh sáng tác ca khúc này dựa trên bộ phim là How I Met Your Mother.
Oh yeah. Và ngoài ra thì hồi nãy Thịnh cũng có bật mí sương sương nữa là Thịnh viết ca khúc này chỉ trong vòng 15-20 phút thôi. Đúng là một con số rất là ngắn luôn ha. Ok, mình đã nói khá nhiều về chất mộc mạc trong âm nhạc của Thịnh Suy rồi. Nhưng mà Zone nhận thấy nha, trong số tất cả các tác phẩm của bạn thì có một ca khúc mà mình nghĩ là nhiều khán giả cũng đồng tình với Zone là có màu sắc âm nhạc rất là khác biệt. Đó chính là ca khúc Thanh. Điều gì đã làm nên cái sự thay đổi trong ca khúc Thanh này của bạn vậy? Mình nghĩ đó là sự cô đơn. Cô đơn? Lúc bạn sáng tác nên ca khúc Thanh là bạn đang cô đơn? Chính xác. Kiểu bài Thanh là viết về sự cô đơn dễ chịu. Cô đơn dễ chịu. Nghĩa là quan điểm của mình là ai cũng trải nghiệm cuộc đời của họ một cách chủ quan và hoàn toàn cá nhân ấy. Thì ở góc nhìn đó thì tất cả mọi người đều đang cô đơn và tự do cùng một lúc. Thì sự thật là vậy, nên là cách mình nhìn nhận của nó sẽ quyết định tất cả. Nghĩa là nếu mình nhìn nhận nó là một sự cô đơn nhưng mà mình thoải mái được với nó thì những cái quyết định hoặc là suy nghĩ hoặc là quan điểm của mình trong đó nó sẽ đỡ bị ở hướng là mình là nạn nhân hơn. Nhưng mà theo Thịnh thì ca khúc Thanh này khác biệt như thế nào so với những sản phẩm còn lại của Thịnh nhỉ? Bài này có một chữ. À, chỉ có một chữ thôi. Còn những bài khác thì đúng rồi ha, hợp lý. Hầu hết cái tựa đề khác của Thịnh đều có hai chữ là chuyện rằng, Tiny Love. Ngoài ra thì còn điểm gì khác biệt nữa không? Ngoài ra thì bài này đặc biệt là mình dùng hợp âm khá là lạ, kiểu mình viết ở verse là do son, sau đó mình vô điệp khúc thì mình lại đổi thành son do. Nó ý là nó có thể hiểu đơn giản là nó rất đơn giản. Bây giờ Thịnh thị phạm một phát luôn hả? Rất đơn giản nhưng nó vẫn rất khó. Nghĩa là ví dụ đây là verse là bao giờ đêm bao góc tối tôi để quên và chiều nay con gió mắng tôi đi xa. Bao tình ca, bao tin nhắn không còn liên lạc. Giờ đây chỉ mỗi tôi trong không gian. Là đến đây là hết verse. Trong vô điệp khúc nó chỉ đổi ngược. Trôi mình tôi lẽ ở trong phim nào. Em lặng thinh ngó trong nơi chốn khác. Mây từng trên dưới cao chẳng quá đầu. Và tôi từ tâm chẳng hay có nhớ mong em nhớ thương em nào không. Chỉ vậy thôi. Yeah. Không biết có hiểu được không. Hiểu. nó rất đơn giản. Có thể tạm hiểu là cái bài Thanh này khác biệt là do nó cực kỳ đơn giản. Okay. Cách dùng hợp âm. Cách dùng hợp âm đơn giản và tên bài hát cũng đơn giản luôn. Yes. Ok. Đều là đơn giản. Yeah. Mình có nghe được một ý kiến như thế này rất là phổ biến trong cộng đồng các bạn nghệ sĩ nè. Người ta hay nói là một khi mình đã viết nhạc và mình đã hát nhạc rồi á thì mình rất là ít khi nghe nhạc của mình. Không biết là điều này có đúng với Thịnh không? Điều này kiểu rất đúng khi mà sau khi ra mắt ấy. Giống như kiểu tối nay mọi người sẽ được nghe full album, mọi thứ sẽ rất mới mẻ. Nhưng đối với mình á, và những người bạn đã đi cùng mình trong khoảng thời gian mình sản xuất thì kiểu nó rất cũ rồi. Mình đã làm nó và cứ nghe đi nghe lại rất là nhiều để giống như là mình tự trải nghiệm nó và rút ra kinh nghiệm cho nó. Thì sau khi ra mình sẽ chắc chắn là nghe một hai lần rồi thôi. Chắc mình sẽ không nghe quá nhiều tại mình đã trải nghiệm nó nhiều rồi. Ok, hiểu nha. Vậy nếu như mà những lúc mà Thịnh không nghe nhạc của mình như vậy đó, thì Thịnh nghe nhạc của ai? Mình nghe lung tung, mình thường nghe nhạc nhạc R&B và nhạc rap. Dạo này là Thịnh có một nghệ sĩ yêu thích nào không? Chắc khoảng 2 năm gần đây thì mình luôn tìm được một sự đồng điệu với loại nhạc của rapper Mac Miller. Mac Miller. Mac Miller cũng là một singer songwriter đúng không? Chính xác. Cái sáng tác của Mac Miller là khiến cho Thịnh ấn tượng nhất ở điểm nào vậy? Mac Miller nói nghe rất là thật. Là giống với âm nhạc của Thịnh. Âm nhạc của Thịnh nói nghe cũng rất là thật đúng không? Mình nghĩ vậy. Mac Miller nói trực tiếp vào những vấn đề mà những người khác khá là né để nói đến, hay là kiểu Mac Miller cũng có một cách thể hiện nhạc rap mà không có phải là quá hip hop theo kiểu old school. Kiểu Mac Miller vẫn chơi tất cả các nhạc cụ giống như mình, kiểu guitar hay là bass hay là những cái đó, và Mac Miller phối với lại ban nhạc.
nhưng mà lại là rap thì cái điều đó nó làm cho mình dễ đồng điệu, tại vì mình cũng là người chơi band. Thì Mac Miller rất là giỏi ở cái chuyện phối nhạc nữa. Nhưng mà cái này mình thấy cũng hơi lạ, tại vì Thịnh thì nổi tiếng là hát nhạc mộc mạc rồi lúc nào cũng cầm đàn guitar hát rồi, còn Mac Miller thì cũng là kiểu thuộc phạm trù hip hop đúng không? Hip hop rap đúng không? Mà Thịnh thì chưa rap bao giờ. Vậy thì không biết là đây có phải là sau này các sáng tác của Thịnh sẽ có thêm rap nè, hay là Thịnh sẽ thử sức với vai trò rapper không ta? Nếu 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 mà mình tiếp nhận đủ nhạc hip hop thì mình sẽ tự nhiên viết ra được nhạc đó. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ thì mình đa phần toàn là nghe thôi chứ chưa viết nhạc rap. Ok, vậy bạn thích nhất bài hát nào của Mac Miller? Mình thích thích nhất đúng không? Chắc là mình thích bài bài Good Hát một vài News. câu cho các bạn thính giả nghe luôn được không? Ok, và nó kiểu Good news, good news, good good news, good news, good news is all you wanna hear. No, they don't like it when I'm down. But when I'm flying, oh, it make me so uncomfortable, so different. What's the difference? Like, kiểu vậy. Nghe cũng rất là một chút gì đó có Thịnh Suy ở trong đó Nghe nha. rất là hợp luôn Yeah, đấy. rất là hợp vai nha. Không biết là Mac Miller có ảnh hưởng gì đến những cái sáng tác của bạn không? Mình nghĩ là nếu mà bóc tách ra một cách kiểu có từ ngữ thì mình không biết giải tả như nào. Ý là Mac Miller ảnh hưởng mình rất là nhiều ở ở cách mình nhìn nhận cuộc đời, cũng như là về 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 cái phần âm thanh âm nhạc của mình cũng bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của Mac Miller, tại vì đơn giản mình nghe rất là nhiều thôi. Ok. Thì nó sẽ ảnh hưởng kiểu một cách tự nhiên, và mình bây giờ thì mình không biết là nó cụ thể ở đâu. Nó ngấm vào người mình một cách tự nhiên đúng không? Và chắc chắn là cũng sẽ có một chút gì đó thay đổi sau khi mà mình thực sự yêu thích một cái nghệ sĩ đến mức như vậy đúng không? Ok. Hồi nãy thì Thịnh cũng có nhắc về sản phẩm mới của Thịnh rồi đó, và Thịnh cũng có nhắc đến những người bạn cùng làm nhạc chung với Thịnh. Thì John có để ý một điều như vậy nè, là từ đầu năm 2022 đến giờ, là đầu năm 2022 là Thịnh mở màn một single collab với lại MGT, bài Don't Worry đúng không? Sau đó thì bạn còn kết hợp với lại Wowy nè, Phạm Hải Âu trong bài Khu Tôi Không Sống, rồi sau đó là nhạc sĩ Đức Huy trong album Giao Lộ Thời Gian nữa. Không biết là tại sao tự nhiên từ đầu năm 2022 đến giờ bạn lại kết hợp với nhiều ca nhạc sĩ như vậy ta? Mình kết hợp với nhiều nghệ sĩ như vậy tại vì nó có nhiều cơ hội, tại vì nó có nhiều cơ hội để làm điều đó. Nhưng mà tại sao lại là năm nay? Những tại vì những năm trước thì hầu hết là Thịnh hát một mình đúng không? Mình làm điều đó vì có hai lý do, đó là thứ nhất là nó có cơ hội để làm, mọi người tìm đến và nó phù hợp. Thứ hai đó là tại vì mình đang sản xuất album cho nên là tất cả sản phẩm nó chỉ là nhạc collab thôi, nó không có nhạc original, kiểu một mình đấy. Thì trong trong quá trình sản xuất album và mình và công ty kiểu đặt ra mục tiêu là nếu đoạn này không ra nhạc chính thức thì là sẽ làm collab, thì mọi thứ đã hình thành như vậy. Ok, hiểu. Vậy thì trong số tất cả những màn kết hợp với lại những ca nhạc sĩ mà hồi nãy John kể thì có ai mà tạo được ấn tượng đặc biệt đối với bạn không? Mình nghĩ đó là bác Đức Huy. Bác Đức Ồ. Huy rất là ấn Yeah, bác Đức Huy còn để lại cho Thịnh một cái đàn rất là đẹp tượng. như vậy đúng không? Có thể kể chia sẻ một chút về kỷ niệm với cả bác Đức Huy không? Được, đó là bác Đức Huy và mình nói chuyện với nhau được được một ít ở cái buổi quay phim quay hình đó, và cũng là lần đầu tiên gặp luôn. Thì nói chuyện qua lại cũng về đời sống, về 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 cách viết nhạc cũng như là về chữ nghĩa trong trong bài á. Thì có một câu mà bác Đức Huy nói cho mình mà giống như kiểu câu dạy của người lớn hơn á, thì bác nói là cứ từ từ, không cần vội vàng gì hết, kiểu vậy. Yeah. Mình thấy nha, hát một mình thì chắc chắn là cũng ok, nhưng mà hát nhiều mình thì lại cũng vui hơn đúng không? Vậy thì không biết là sắp tới bạn có dự định kết hợp thêm với ai nữa không? Sắp tới thì là mình chưa có dự định kết Chưa hợp có dự định gì thêm. hết. Ok. Ủa, trong album lần này của Thịnh Suy là có màn collab nào không ta? Đặc biệt ở trong album lần này có một cái collab, nhưng mà nó không có,
đó là collab chung với bạn producer làm album này. Đó là bạn tên là Lazy, bạn làm nhạc cho mình cũng từ rất lâu và làm bạn thân với mình từ hồi làm bài Mai Mình Xa với Chuyện Rằng từ đó tới nay. Là lần này là bạn sáng tác sản xuất nhạc cho Thịnh, nhưng mà bài đó thì Thịnh vẫn hát một mình đúng không? Đúng rồi, bài đó mình vẫn hát một mình. Chỉ Ồ là bài đó cái phần mà bạn ấy để vô trong bài nó quá nhiều và nó kiểu nó mang lại giống như màu cho cái bài đó. Thì mình quyết định là để bạn ấy như là một người collab chung luôn. Ok, vậy thì sắp tới Thịnh có đặc biệt muốn, cực kỳ muốn hợp tác với một nghệ sĩ nào Mình không. Chính là mình. Mình sẽ tự collab về bản thân mình. Không có một Ok. ai mà đang hoạt động nghệ thuật hay là những người bạn xung quanh Thịnh mà Thịnh muốn có một màn collab chung hả? Thực ra mình muốn chứ mình, nhưng mà kiểu tại vì tả theo kiểu là rất rất muốn và vô cùng muốn nên mình kiểu sợ. Thế muốn sơ sơ Đấy thì là muốn sơ sao? sơ thì mình vẫn muốn có một bài với anh Cam nữa. Vậy mai Được mốt nếu như mà tụi không? mình rủ Thịnh đến đây với anh Cam để có một màn collab thì Thịnh ok không? Dạ, nếu lúc đó mà có bài collab rồi thì tất nhiên là sẽ chơi ạ. Mình Đến đây chơi xong rồi freestyle chơi. luôn. Freestyle hả? Dạ cũng được luôn. Bởi Yeah, anh đó. Cam sáng tác nhạc tại chỗ và Thịnh viết lời nhạc tại chỗ Đúng luôn. rồi, hợp Yeah, ok, lý. hợp lý. Hello anh Cam, em là Thịnh. Và nếu mà anh có bài nào hợp với em có bài nào hợp với anh thì mình có thể làm chung một bài tại Zone Radio. Ok. Mua nữa. Yeah. Ok, từ nãy tới giờ thì mình đã nghe Thịnh Suy chia sẻ về khá nhiều điều rồi ha, và mình cũng có thể hiểu hơn về một Thịnh Suy gắn liền với cây đàn guitar nè, và có những phần lyrics rất là đậm chất thơ, sử dụng nhiều từ láy. Rồi ok, và mình cũng đã tìm hiểu về những dự định trong tương lai sắp tới của Thịnh Suy rồi. Còn rất nhiều điều mà mình muốn chia sẻ với Thịnh Suy nữa, nhưng mà thời lượng chương trình thì chỉ có hạn thôi. Và thời lượng chương trình hôm nay đây thì cũng đã gần hết rồi. Để có thể chào các bạn, chào tạm biệt các bạn thính giả của Zone Radio thì bây giờ Thịnh sẽ hát live thêm một bài nữa nha. Ok. Và Thịnh sẽ chọn bài hát nào đây? Mình nghĩ là nên là một bài hát mới ở trong album vừa phát hành của Thịnh. Ok được luôn. Em Thịnh sẽ chọn bài hát nào sẽ chọn một bài, bài này là bài số nè? Trời ơi, giờ nhiều ổng thế. ổng đếm Sao kìa. mà phải nhiều bài thế? Không biết, bài đây là bài Baby Blue. Yeah. Không chắc nên là không nói. Bây Bài giờ này là một bài viết bằng tiếng Anh. Ok. Và bạn có giới thiệu gì qua buổi đã nghe một bài này một lần? Đã nghe một lần ở live show Thịnh Suy and Chính Family xác, rồi chính xác. nha, rất thấm nha mọi người ơi, rất là đậm chất Thịnh Suy luôn. Không biết phải diễn tả như thế nào nha, nhưng mà nhạc lên một cái là người ta sẽ cảm nhận được à, đây chính là Thịnh Suy. Oh, baby, tell me the truth. Is there something I'm gonna lose? And oh, baby, oh, baby, please. And oh, baby, oh, baby, please. Baby, tell me the truth that I love you. Baby, tell me the truth that I love you. Baby, I'm just a fool, but I'm gonna tell you that I'll love you till the end of time. Baby, I'm just a fool, but I'm gonna tell you that I love you. And oh, baby, tell me the truth. Is there something I left to lose? And oh, baby, oh, baby, please. Oh, baby, oh, baby, please. Baby, tell me the truth
that I love you. Baby, tell me the truth that I love you. You, baby, I'm just a fool, but I'm gonna tell you that I love you till the end of time. Baby, I'm just a fool, but I'm gonna tell you that I love you. And don't be worried when you're smoking in the rain. And don't be worried when you're smoking in the rain. Cause the rain wash out all your skin. Cause the rain wash out all your skin. And baby, don't be worried when you're smoking in the rain. Don't be hurry when you're smoking in the rain. If the fire falls down, then it's gone. And if the fire stands still, then it be you. Come on. Mọi người ơi, vừa rồi là Thịnh Duy đã hát live cho chúng ta ca khúc Baby Blue, là một sản phẩm nằm trong album mới mà Thịnh Duy vừa mới phát hành vào ngày 17 tháng 11, đúng không? Ok, và vậy là một giờ đồng hồ trò chuyện cùng với Thịnh Duy tại DIY Music Station cũng đã khép lại rồi các bạn ơi. Bây giờ thì Thịnh Duy có thể gửi một lời chào cuối cùng đến các thính giả của Zone Radio được không? Đầu tiên mình xin cảm ơn Zone Radio vì đã mời mình hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Yay. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và mình xin chúc hết mọi người một ngày vui vẻ. Cảm ơn Thịnh. Các bạn ơi, nhớ lắng nghe thật nhiều âm nhạc của Thịnh Suy ở trên Zone Radio nha. Và album mới của Thịnh cũng sẽ được phát rất nhiều trên các chương trình khác của Zone. Ok, và DIY Music Station thì sẽ quay trở lại vào thứ tư tuần sau vào lúc 18 giờ trên ứng dụng Zing MP3 cũng như là radio tần số 89MHz. Còn bây giờ thì chúng mình xin bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.